Này các thiên tử, hữu tình ở thế gian phần nhiều tu hành thì nhiếp thủ sự tu hành rồi khởi chấp ta và của ta. Đó là sắc là ta là của ta, thọ tưởng hành thức là ta là của ta, nhãn xứ là ta là của ta, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là của ta. Sắc xứ là ta là của ta, thanh hương vị xúc pháp xứ là của ta, nhãn giới là của ta, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là của ta. Sắc giới là của ta, thanh hương vị xúc pháp giới là của ta, nhãn thức giới là của ta, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là của ta, nhãn xúc là của ta, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là của ta, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là của ta, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là của ta. Địa giới là của ta, thủy hỏa phong không thức giới là của ta, vô minh là của ta, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử là của ta. Bố thí ba la mật đa là của ta, tịnh giới ba la mật đa là của ta, an nhẫn ba la mật đa là của ta, tinh tấn ba la mật đa là của ta, tịnh lự ba la mật đa là của ta, bát nhã ba la mật đa là của ta, pháp không nội là của ta, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, là ta là của ta. Chân như là của ta, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là của ta. Bốn niệm trụ là của ta, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là của ta, thánh đế khổ là của ta, thánh đế tập diệt đạo là của ta, bốn tịnh lự là của ta, bốn vô lượng là của ta, bốn định vô sắc là của ta, tám giải thoát là của ta, tám thắng xứ là của ta, chín định thứ đệ là của ta, mười biến xứ là của ta, pháp môn giải thoát không là của ta, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là của ta, năm loại mắt là của ta, sáu phép thần thông là của ta, pháp môn tam ma địa là của ta, pháp môn đà la ni là của ta, Phật mười lực là của ta, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là của ta, quả dự lưu là của ta, quả nhất lai bất hoàn a la hán là của ta, quả vị độc giác là của ta, trí nhất thiết là của ta, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là của ta. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ sắc mà tu hành, vì xả bỏ sắc mà tu hành, vì nhiếp thủ thọ tưởng hành thức mà tu hành, vì xả bỏ thọ tưởng hành thức mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo.
Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám tháng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tượng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ nhãn xứ mà tu hành, vì xả bỏ nhãn xứ mà tu hành, vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ sắc xứ mà tu hành, vì xả bỏ sắc xứ mà tu hành, vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ mà tu hành, vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp xứ mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt,
cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ nhãn giới mà tu hành, vì xả bỏ nhãn giới mà tu hành, vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bồ thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm lại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ sắc giới mà tu hành, vì xả bỏ sắc giới mà tu hành, vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp giới mà tu hành, vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp giới mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ nhãn thức giới mà tu hành, vì xả bỏ nhãn thức giới mà tu hành, vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà tu hành,
vì xả bỏ nhĩ tý thiệt thân ý thức giới mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tương nghì. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ nhãn xúc mà tu hành, vì xả bỏ nhãn xúc mà tu hành, vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà tu hành, vì xả bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra mà tu hành, vì xả bỏ các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra mà tu hành, vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra mà tu hành, vì xả bỏ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội,
cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm lại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ địa giới mà tu hành, vì xả bỏ địa giới mà tu hành, vì nhiếp thủ thủy hỏa phong không thức giới mà tu hành, vì xả bỏ thủy hỏa phong không thức giới mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm lại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ vô minh mà tu hành, vì xả bỏ vô minh mà tu hành, vì nhiếp thủ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà tu hành, vì xả bỏ hành cho đến lão tử mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ bố thí ba la mật đa mà tu hành, vì xả bỏ bố thí ba la mật đa mà tu hành, vì nhiếp thủ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà tu hành, vì xả bỏ tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ pháp không nội mà tu hành, vì xả bỏ pháp không nội mà tu hành, vì nhiếp thủ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu hành, vì xả bỏ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.
Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ chân như mà tu hành, vì xả bỏ chân như mà tu hành, vì nhiếp thủ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu hành, vì xả bỏ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ bốn niệm trụ mà tu hành, vì xả bỏ bốn niệm trụ mà tu hành, vì nhiếp thủ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu hành, vì xả bỏ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện.
Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đặng tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ thánh đế khổ mà tu hành, vì xả bỏ thánh đế khổ mà tu hành, vì nhiếp thủ thánh đế tập diệt đạo mà tu hành, vì xả bỏ thánh đế tập diệt đạo mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lượng, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ bốn tịnh lự mà tu hành, vì xả bỏ bốn tịnh lự mà tu hành, vì nhiếp thủ bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu hành, vì xả bỏ bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu 10 lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ tám giải thoát mà tu hành, vì xả bỏ tám giải thoát mà tu hành,
vì nhiếp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu hành. Vì xả bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi sắc, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát không mà tu hành, vì xả bỏ pháp môn giải thoát không mà tu hành, vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu hành, vì xả bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn Đà La Ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười lực Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ năm loại mắt mà tu hành, vì xả bỏ năm loại mắt mà tu hành, vì nhiếp thủ sáu phép thần thông mà tu hành, vì xả bỏ sáu phép thần thông mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có thể tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng
chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng chân như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh. Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt, cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa, cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu mười đức Phật, cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết, cũng chẳng có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Hết quyển thứ 320.